Một ly sữa. Quý ngài đang làm gì ở đây vậy? Bộ làm mất cuộn chỉ rồi hả? Mấy người chọc tức mèo. Mấy người chọc tức mèo thì đừng có hối hận. Tôi bảo vệ người vô tội. Tôi là mèo đi hia. Meow. Chỗ này nóng bỏng quá. Hay tại tôi quá khiêu gợi. Mèo đi hia. Truyền thuyết kể về một kho báu thời cổ đại được cất giấu hàng thế kỷ và bị người khổng lồ canh giữ ở một lâu đài trên trời. Sốc như trái cóc. Người nào tìm được kho báu này sẽ trở nên cực kỳ giàu có, vượt xa mọi sự tưởng tượng. Cho nó xem trứng vàng đi. Thôi, lại ông lộ hàng đủ rồi. Đừng có hoảng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Bảo vệ? Vậy ai sẽ bảo vệ anh? Có thật là hễ té thì mèo biết khinh công không? Không, chỉ là lời chém gió của bọn chó thôi. Cố gắng thì sợ ta đi. Tao ghét mèo. Mẹ mày không nói vậy với tao. Mèo đi hia. Lòng sao khác phiêu lưu của ta không bao giờ cạn. Đi thôi.